vị và các bạn thân mến, Quỳnh Nga, nàng tiểu tam đình đám của bộ phim quốc dân Về Nhà Đi Con đã gây sốc cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Với vẻ ngoài xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, Quỳnh Nga đã chiếm được nhiều sự yêu mến của khán giả. Thế nhưng ít ai biết được rằng, nàng tiểu tam này đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy nước mắt với Doãn Tuấn sau 5 năm chung sống. Tham gia trong một talk show, nữ diễn viên Quỳnh Nga đã có những chia sẻ xúc động về cuộc hôn nhân trước đây. Tháng 3 năm 2019, Quỳnh Nga công bố chính thức ly hôn với Doãn Tuấn sau 5 năm chung sống cùng nhau, với nguyên nhân được cho là mâu thuẫn trong tính cách và lối sống của hai người. Doãn Tuấn là một người mẫu nổi bật trên sàn cắt quốc Việt Nam với chiều cao 1m85. Anh đã giành được rất nhiều giải thưởng như siêu mẫu phong cách, người mẫu của năm và giải cánh diều vàng khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Chuyện của Bao. Từ sự thành công đó, Doãn Tuấn trở nên đắt show trên sàn cắt quốc cũng như trên màn ảnh. Doãn Tuấn và Quỳnh Nga đã tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm 2014. Cũng trong talk show này, Quỳnh Nga bật khóc khi được hỏi về những đau đớn, buồn tuổi đã trải qua. Nàng tiểu tam xinh đẹp còn chia sẻ về nhóm bạn thân của mình, gồm Huyền Lizzy, Vân Hugo và Việt Anh. Tuy nhiên, đường tình duyên của cả họ cứ lận đận, trắc trở khi ai cũng gặp vấn đề với hôn nhân. Quỳnh Nga thừa nhận có rất nhiều chuyện trùng hợp trong cuộc đời này và duyên phận là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Quỳnh Nga nghẹn ngào chia sẻ, còn yêu nhau, hai người sẽ tiếp tục chịu đựng, cảm thông, chia sẻ. Nhưng đến lúc duyên nợ hết, có cố gắng níu kéo cũng chẳng được gì. Dù nước mắt không ngừng rơi khi nói về chuyện tình cũ và cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, nhưng Quỳnh Nga vẫn bộc bạch cô đang cố lấy lại cân bằng để tập trung cho những công việc sắp tới. Bạn có đồng cảm với nàng tiểu tam Quỳnh Nga xinh đẹp này? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để đón xem những thông tin mới nhất quý vị nhé.